trong khuôn khổ giải bóng đá BNI Hà Nội 2 MBN lần thứ 9 2021. Giải đấu đang diễn ra trên sân bóng Hoàng Mai Cambodia. Và đến với sân số 1 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa BNI Ocean và BNI Max Value. Cả đội đang chuẩn bị để làm những thủ thuật cuối cùng trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Và hôm nay trong trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh sẽ là cầu thủ BNI Ocean. Trong khi đó thì bên phía cầu thủ áo trắng, quần xanh lục bảo sẽ là cầu thủ bên phía BNI Max Value. Trận đấu đã bị gián đoạn đôi chút và bây giờ một chút so với thời gian dự kiến. Và như vậy thì trong hiệp thi đấu đầu tiên thì bên phía BNI Ocean sẽ bảo vệ khung thành bên trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Trong khi đó thì bên phía BNI Max Value bảo vệ khung thành bên phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Và để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua đội hình xuất phát của cả đội. Trước đó thì trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu giữa BNI Ocean và BNI Max Value. Ra quân trong trang phục áo xanh quần xanh, BNI Ocean sẽ là những số áo sau đây. Số 7 đó là Nguyễn Thành Trung, số 9 Nguyễn Duy Khoa, số 10 Trương Ngọc Hải, số 18 Chu Thanh Hà, số 86 Lê Văn Thạch và số 87 là Bùi Minh Quang. Trong khi đó thì bên phía Max Value họ sẽ ra sân với những số áo đó là số 7 Nghiêm Duy Thái, số 8 là Nguyễn Văn Tuyền, số 10 Lê Công Vinh, số 17 là Nguyễn Anh Tuấn, số 21 là Thủ Thành Nguyễn Sĩ Ánh, số 34 là Đào Đình Mạnh và số 78 là Hà Nam Trung. Đang là những đường truyền mang lại sự thăm dò nhau của cái bên. Hôm qua thì bên phía BNI Max Value đã chịu một thất bại tương đối đáng tiếc giữa các thủ biên này Awesome, và qua đó đã xếp vị trí thứ hai chung cuộc của bảng A, và sẽ đối mặt là đội đã xếp nhất bảng B với một thành tích vô cùng ấn tượng, 25 bàn thắng. Và đó là bàn thắng đầu tiên dành cho BNI Ocean. Khi mà chúng ta đang nói về khả năng tấn công và những thông số cực kỳ ấn tượng của BNI Ocean ở vòng bảng thì họ đã ngay lập tức có được bàn thắng. Một bàn thắng rất nhanh chóng. Chỉ mới trôi qua được vài phút mà thôi, BNI Ocean đã thể hiện được những mảng nguyên tấn công tương đối ấn tượng. Thành Dung, Ngọc Hải, bóng xuống biển. Ta có thể thấy được những đường truyền rất chắc chắn. Không được, bóng đi hết từ bên dọc và đã bên dành cho các thủ bên phía BNI Ocean. Cú đệm lòng trong tư thế không được thoải mái cho lắm. Rất bình tĩnh, Duy Thái. Còn trong sân, và như chúng ta cũng đã đề cập thì BNI Ocean ở bảng B toàn thắng 4 trận và đạt hiệu số dương 25, thực sự một con số thực sự khủng khiếp. Bóng đi rất nhanh, bóng rất gọn, dứt điểm ngay. Còn đến 2 nhịp để thủ thành phía của Max Value mới có thể kiểm soát được tình hình. Là một đặc trưng của BNI Ocean mỗi khi họ thi đấu, đó là những lá cờ rất lớn
được đặt hai khung thành. Rất bình tĩnh Thanh Hà. Thành Trung, vẫn là Thành Trung. Rất nguy hiểm, một cơ hội rất đáng tiếc đã được bỏ qua. Trận thôi, hiện tại Ocean đã cho thấy được một cái trận tương đối áp đảo, luôn là những tình huống rất chắc trận, những pha phối hợp có nét của đội bóng một là rất chuẩn chỉ. Thành Tùng vẫn còn trong sân, đây là quả vải rất chắc chắn và cài người, bóng vẫn còn trong sân. Đây là cầu thủ Ocean Ngọc Hải, bóng xuống biển rất đơn giản. Tiếp tục là một tình huống đá góc dành cho cầu thủ bên phía Ocean. Không được, bóng không qua rào. Đấy vẫn đang đá cầu thủ áo xanh. Thành Trung, bóng hay, dứt điểm. Rất đáng tiếc, bóng đã vướng một đồng đội bên phía Ocean và cơ hội đã trôi đi. Nhưng đây là cơ hội dành cho Bác Sơ Bè Lưu. Không được, bóng trôi qua khung thành. Câu trả lời rất đanh thép của bên phía Max Value. Không được. Đấy là cơ hội dành cho Ocean. Chút chần chừ và cơ hội phản công đã qua đi. Thành Hà, Thành Tùng, dứt điểm ngay. Cuồng áp thành liên tục. Nó như là những cơn sóng vỗ bờ và thực sự là một áp lực vô cùng lớn lên khung thành của Max Value. Dứt điểm, bóng vẫn còn. Tiếng để thả bóng trôi tương đối đáng tiếc. Bóng rạch lại dành cho Max Value. Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi thì Ocean với những sự áp sát rất chặt đã kiểm tỏa lại và cướp lại được trái bóng. Cài người rất khôn ngoan. Thể hình của số 18 bên phía Ocean cho anh một lợi thế vô cùng lớn trong những tình huống tỉ đè. Bóng vẫn còn. Một tình huống lập bập ra biển và cơ hội là quả đá biên dành cho cầu thủ Ocean. Ngọc Hải, trái bóng rất khôn ngoan. Đá phạt dành cho cầu thủ Ocean.
bị phạm lỗi, đó là cầu thủ áo số Ngọc Hải. Rất sáng tạo. À, tiếp tục là tình huống đá biên dành cho cầu thủ Ocean. Minh Quảng. Tiếp tục là Minh Quảng. Bàn đột 1-2 không thành công. Thành Trung. Đây là Thành Trung. Khoảng trống rất lớn. Có cơ hội dứt điểm. Đá góc dành cho Ocean. Ocean đang thi đấu nửa sân và cầu thủ chơi thấp nhất là Ngô Hải, đội trưởng bên phía Ocean cũng đã lên quá vòng tròn trung tâm. Không được. Bóng để trôi quá nhanh. Sự là một sức ép vô cùng lớn. Đó là một điều dễ hiểu cho việc Ocean có hiệu số là dương 25 sau khi kết thúc vòng đấu bảng với 4 chiến thắng rất cách biệt. Thành Hà. Đó vẫn luôn là những cài đẻ, những tình huống che bóng rất khôn ngoan và thông minh, buộc đối thủ phải phạm lỗi. Không được và dứt điểm cũng thành công. Dọc biển rất hay. Thêm một lỗi nữa và thêm một quả đá phạt dành cho cao thủ bên phía Ocean. Thực sự là một sức ép vô cùng lớn. Thành Tùng. Bóng vẫn trong sân. Masfeliu đã cướp lại được bóng. Rất nhanh chóng thôi, thì Ocean có khả năng áp sát với kỹ thuật cá nhân vô cùng tốt. Và chúng ta cũng thấy rõ được một điều là thể hình của hai đội là tương đối chênh lệch. Trung. Ngọc Hải. Vẫn còn Ngọc Hà. Tiếp tục là bàn thắng. Bàn thắng dành cho cầu thủ Ocean. Chu Thành Hà với một cuộc bóng rất nhanh. Một trận áp đảo và bàn thắng đến là một điều dễ hiểu dành cho cầu thủ Ocean. Nó thực sự đến quá nhanh. Ở trận đấu trước đó trên sân số 1 thì chúng ta đã được chứng kiến một màn đôi công, một trận đấu vô cùng kịch tính giữa Ocean và Action. Nhưng có vẻ như thì trong trận đấu tứ kết tiếp theo trên sân số 1 thì đó lại là một trận đấu tương đối chênh lệch của Ocean so với Masfeliu. Ngọc Hải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiểu chơi bóng rất ngẫu hứng và điều đó buộc đối thủ phải chạy rất nhiều, và nói đúng hơn là cao thủ bên phía Ocean đang chơi bóng và khiến đối thủ phải chạy theo bóng một cách tương đối mệt mỏi. Minh Quảng, Thanh Tùng, những tiếng gọi nhau rất rõ ràng của thủ bên phía Ocean. Bóng xuống biển, không cầu thủ nào ở tuyến hai có thể đón lõng được đường chuyền này. Đá góc dành cho thủ Ocean. Hoài. Bóng rất đơn giản, phản công dành cho Masvelu rất nhanh thôi. Trong những pha 1 đối 1 thì không có quá nhiều cơ hội dành cho Masvelu có thể giành chiến thắng trước các cầu thủ Ocean. Thể hình, kỹ thuật cá nhân, khả năng kiểm soát bóng, xử lý bóng là một điều tương đối chênh lệch. Anh Tùng, khả năng xử lý không gian hẹp rất tốt đã mang lại cho họ và liên tục mở ra những cơ hội ăn bàn và mở điểm dành cho Ocean. Cú dứt điểm là của Ngọc Hải. Không được. Quả bóng rất hay. Không cầu thủ nào đồng đội ở bên cánh phải để đón lõng đường chuyền này cả. Bóng lên dành cho Masvelu. Điềm tĩnh. Ocean luôn cố gắng tìm ra những người đồng đội ở vị trí thuận lợi nhất và đặt họ vào một vị trí không phải đối diện với quá nhiều áp lực pressing từ bên phía của Masvelu. Thanh Tùng, Minh Quang, Chu Thành Hà đã nằm sân nhưng trận đấu vẫn tiếp tục và đây là bóng dành cho Ocean. Minh Quang, Ngọc Hải, không được. Làm gì đây, cơ hội phản công dành cho Masvelu. Rất đáng tiếc Duy Thái đã không thể kịp tăng tốc để đón đường chuyền. Cơ hội cũng không phải là không có, nhưng thực sự là bên phía của Masvelu có quá ít nhân sự tấn công. Một mình Nghiêm Duy Thái ở phía trên là tương đối đơn độc, có quá nhiều khoảng trống. Và khi có khoảng trống thì anh cũng không kịp có thể băng tốc khi mà những đường chuyền là tương đối dài và với tốc độ đi bóng tương đối cao. Một tấm thẻ vàng dành cho số 17 bên phía Masvelu. Người phải nhận thẻ vàng đó là số 17 Nguyễn Anh Tuấn. Rất bình tĩnh. Chuyển bóng rất hay. Kéo giãn, rất giãn đội hình của Masvelu. Và những đường chuyển biên như vừa rồi có thể khiến cho hàng thủ của Masvelu thực sự bất ngờ. Bóng không qua được đội trưởng bên phía Masvelu. Vẫn là đường truyền bàn bật ở đoạn ngắn. Anh Hà vừa có
một tình huống 30 dành cho số 9 bên phía của Ocean. Thành Tùng. Ngọc Hải. Có khoảng trống, dứt điểm. Bàn thắng tiếp theo group dành cho Chu Thanh Hà. Số 3 không quá đơn giản. Cú dứt điểm thực sự chất lượng và có vẻ như thì họ cứ ra chân, có khoảng trống và bóng đi trúng đích là có bàn thắng dành cho Ocean. Về gần rất hay, bóng vừa chạm sang hàng đã không có cú đúp cho Su Thanh Hà. Cú đá căng như kẻ chỉ. Dự là khoảng trống đang được mở ra rất nhiều. Họ liên tục có những đường truyền chuyển biên, điều chỉnh đoạn ngắn để kéo giãn hàng phòng ngự của bên phía của Max Velu. Cũng như là khi mà Max Velu có bóng lên thì rất nhanh họ bị cướp lại trái bóng và thể lực để chạy về sân nhà đã hao tốn của Max Velu rất nhiều. Và bàn thắng thứ tư đã được ghi. Sự là một thế trận quá nhanh, quá nguy hiểm. Và lần này người điền tên lên bảng tỷ số đó là Nguyễn Thành Trung. Bốn bàn thắng thực sự đến quá nhanh. Thì xứng đáng là một ứng viên vô địch hạng nặng dành cho giải đấu năm nay. Thành Tùng. Ngọc Hải. Mạnh Nga. Không được. Rất khó khăn nhưng đây vẫn là cơ hội. Không được mất rồi. Cú để bóng quá dài của số 8 bên phía Max Velu. Cú chạy như vừa rồi thì thực sự là tốn thể lực trong một trận đấu mà họ đang bị vườn bóng rất nhiều. Minh Quang không hiểu ý nhau nhưng đây vẫn đang là cầu thủ Ocean. Thành Tùng. Một tình huống chủ quan, bóng danh không được. Tình huống dứt điểm sau cùng của Ngọc Hải. Rất nhanh, một tiếng che bóng. Bóng cột hai. Không được. Rất nỗ lực để phá bóng ra ngoài. Như chúng ta cũng đã thấy thì thể hình và thể chất của cái bên là chênh lệch như thế nào. Một tình huống chủ đích lao của số 8 bên phía Max Velu. Nhưng trong một tư thế trụ rất chắc thì Duy Quả vẫn có thể đứng vững để tiếp tục thực hiện pha đi bóng của mình. Ngọc Hải. Đánh hạ. Giáo quá đồng. Bóng dành cho Max Velu. Quá đơn độc. Bóng anh.
có khoảng trống. Lần này dành bên phía của Maspelu là người chiến thắng. Minh Quang, Ngọc Hải, rất đơn giản. Minh Quang, bóng súng qua lại dứt điểm, không vào. Chúng ta có thể thấy được Maspelu dường như rất khó để chống đỡ với những tình huống chuyển biên ít chạm như vừa rồi. Chỉ một giải giao hữu thôi nhưng chất lượng đội hình của Ocean cũng thực sự là vượt trội. Ngọc Hải, rất hay. Minh Quang, như vậy thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số là 4-0 tạm nghiêng về phía BNI Ocean. Những người ghi bàn cho bên phía Ocean là Thành Trung, Thanh Tùng, group của Chu Thanh Hà. Một thế trận tương đối chênh lệch và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong hiệp 2 để cùng xem liệu Maspelu sẽ có thể làm được gì trước một đội hình thực sự là hùng mạnh bên phía của Ocean. Chúng ta cũng sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi trở lại hiệp 2 của trận đấu này. Alo. Như vậy chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận thi đấu giữa BNI Ocean và BNI Maspelu. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì Ocean đang tạm thời dẫn với tỷ số 4-0 nhờ các bàn thắng của Thành Trung, Thanh Tùng và cú đúp của Chu Thanh Hà. Một thế trận áp đảo và một thế trận thực sự là chúng ta nói vui, đó là ao trình của bên phía Ocean. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem trong hiệp 2 thì Maspelu có một thế trận khả quan hơn hay không. Ở trong hiệp 1 thì Maspelu cũng đã có được những cơ hội tương đối rõ rệt, tuy nhiên thì thể lực cũng như thể hình để so kè với những tình huống 1-1 với Ocean là thực sự là không thể. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Sơn Lâm đã được tung vào sân. Bình tĩnh. Không được. Bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Maspelu. Duy Khoa. Bóng bình tĩnh. Chu Thanh Hà. Mạnh. Duy Khoa. Hai này thì bên phía Ocean sẽ tạo cơ hội để càng nhiều cầu thủ có thể thi đấu càng tốt.
rất bình tĩnh. Thành Hà. Thành Tùng. Bóng số biên dành cho Duy Khoa. Không được. Ngọc Hải. Thành Tùng. Điều chuyển rất thông minh. Sơn Lâm. Không được. Thành Hà. Sơn Lâm đã đầy bắt bóng. Đây là cơ hội dành cho Max Value. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho Max Value trong hiệp thi đấu thứ hai. Duy Khoa. Ngọc Hải. Ngọc Hải. Không được. Thành Tùng đã không thể đón được đường chuyền này. Và ngay ở những phút đầu hiệp 2 thì Max Value sẽ có sự thay đổi đầu tiên. 34 sẽ rời sân để nhường chỗ cho số 12, đó là Nguyễn Toàn Ngọc. Anh Trung rất kỹ thuật, cần hai cầu thủ của Max Value mới có thể ngăn cản. Chúng ta bên phía của Ocean. Duy Khoa tìm quả trống, không được. Tại gia đình không có lỗi. Rất nhanh. Người phá bóng cuối cùng đó là Ngọc Hải. Thành Tùng đang tìm khoảng trống. Đây là Duy Khoa. Vẫn là một đoạn chơi bóng thi đấu nửa sân. Sơn Lâm. Lợi thế dành cho Ocean. Khoảng trống đây rồi, Ngọc Hải. Không thể dứt điểm. Bóng vẫn còn. Bóng đã được an toàn phá ra ngoài. Rất sát Thành Tùng. Duy Khoa. Đây là Ngọc Hải, khoảng trống rất lớn. Bóng chuyền xuống cột hai. Dứt điểm ngay, không được. Ngọc Hải đã hơi đồng đội. Anh ở một góc chính diện khung thành.
Khỏa. Một tình huống thở tay của cầu thủ mang số 9 bên phía Ocean. Và tấm thẻ vàng dành cho số 9 Duy Khỏa. Sự thay đổi người bên phía của Max Pelu, đội trưởng 86 sẽ rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang số 6, đó là Nguyễn Hoàng Văn Vượng. Bóng dành cho Max Value. Cú chạy bóng đầu tiên của cầu thủ máy vàng săn thấy người. Thanh Tùng. Thanh Tùng. Bóng xuống biên. Bóng trống rất lớn. Rất bình tĩnh để lừa bóng. Đồng đội phía trên thực sự là đơn độc với những đường chuyền bóng như vừa rồi. Ngọc Hải. Bóng dành cho Max Value. Và như vậy thì Duy Khỏa, cầu thủ mới vào, mới phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó sẽ được cho ra nghỉ. Không được, một tình huống lập bập Ngọc Bình. Và trận bóng đầu tiên và bàn thắng đầu tiên dành cho Ngọc Bình. 5-0, 5-0 dành cho BNI Ocean. Một trận rất áp đảo và ngay trong pha bóng đầu tiên, Ngọc Bình số 20 đã điền tên mình lên bảng tỷ số với bàn thắng thứ 5. Đấu vẫn còn dài và sẽ còn những bàn thắng tiếp theo được ghi dành cho cái đội. Một tình huống sâu kim thành công. Thành Hà. Ngọc Hải. Thanh Hà. Qua rào. Thành Tùng. Ngọc Hải. Rất bình tĩnh Thành Tùng. Thành Trung. Thành Hà. Một group rất nhanh dành cho Ngọc Bình. 6-0 dành cho BNI Ocean.
quá nhanh. Sự thay đổi người mang lại thực sự nhiều những bất ngờ. Thành Tùng không được, không hiểu ý nhau. Hải. Bóng xuống biển, Ngọc Minh. Thành Hà. Không được. Liên tục là những tình huống đan bóng khiến cho hàng phòng ngự của Masvidal thực sự gặp phải rắc rối lớn. Ở bên ngoài sân thì chúng ta đã nhận thấy được sẽ tiếp tục có những sự thay đổi người bên phía cả Ocean và Max Value. Thành Tùng. Nhưng Ngọc Thái rất nỗ lực, không được. Và đi bóng quá lộ. Như vậy thì Nghiêm Ngọc Thái sẽ rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 2, đó là Văn Toán. Rất hay. Có khoảng trống, không được. Sơn Lâm đã không thể theo được bóng này. Và đây là cơ hội dành cho Max Value. Sơn Lâm. Ập vào rất nhanh, cơ hội dành cho Max Value. Vậy thì sẽ có một loạt sự thay đổi người bên phía của Ocean. Họ thậm chí sẽ thay cả thủ môn. Trần Thọ mang áo số 2 là người được tung vào sân. Duy Mạnh cũng là người được tung vào sân. Và tiếp tục là cầu thủ mang áo số 12, Vũ Hoàng Anh. Đây sẽ là thời gian để các cầu thủ đến phía Ocean có thể thử nghiệm nhân sự cũng như là giữ chân cho các trụ cột của mình cho bóng đấu bán kết. Sơn Lâm. Ngọc Hải. Bóng thoáng. Thành Trung không được. Ngọc Minh đã không thể hiểu ý Thành Trung trong tình huống chuyền bóng vừa rồi. Đá biên dành cho áo trắng.
rất nỗ lực để thoát đi. Ngọc Minh có khoảng trống, dứt điểm không qua rào. Thanh Tùng dự bị của Ocean để thi đấu phút còn lại của hiệp đấu thứ hai trận bán kết 3. Thanh Tùng cũng sẽ được cho ra nghỉ, Hoàng Hải cũng sẽ được cho ra nghỉ. Minh Tuấn rút không trúng tâm bóng. Để bắt bóng rất nguy hiểm, Ngọc Minh. Cao thủ Max Value dứt điểm ngay, không có đồng đội nào có thể đón lõng được đội trên này. Dứt điểm cuối cùng đó là Văn Phương. Không được. Là cơ hội dành cho Max Value. Không được. Điểm bóng không thành công. Trò giành đang rất đông, dứt điểm ngay không vào. Không được. Tiếp tục là cầu thủ Max Value. Đã biến dành cho Max Value rất nhanh. Cầm bóng chơi đi,
toán. Phát bóng rất nguy hiểm, Hoài Nam. Minh Tuấn không được. Minh Tuấn và Hoài Nam có đủ khoảng trống và không gian, lại không hiểu ý nhau. Toàn Ngọc. Minh Tuấn. Bóng hơi thừa nhịp, cơ hội đã trôi qua, đây là dành cho Max Velu. Không được. Ocean, Ngọc Bình, Nguyễn Son. Đây là cơ hội dành cho Max Value. Không được. Cú dứt điểm ngay của số 5 bên phía Max Value. Nhưng nếu đó là một đường truyền sang cánh phải thì góc sút sẽ rộng hơn và cơ hội dành cho Max Value để có bàn thắng danh dự trong trận đấu này là sẽ cao hơn rất nhiều. Dành cho đoàn quân áo trắng có thể tìm kiếm được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu tương đối chênh lệch thì họ cũng đã rất nỗ lực, rất cố gắng để có thể thi đấu. Và như vậy thì đúng này, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận thi đấu giữa BNI Ocean và BNI Max Value. Chung cuộc thì Ocean giành chiến thắng với tỷ số là 6-0 với các bàn thắng của Thanh Trung, Thanh Tùng, cú đúp của Chu Thanh Hà và một cú đúp của Đỗ Ngọc Minh. Trận đấu với chất lượng chuyên môn hoàn toàn là chênh lệch, và chúng ta đã xác định được những câu lạc bộ vào bán kết ở trên sân đấu số 1 đó là Awesome và BNI Ocean. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ của giải bóng đá BNI Hà Nội 2 và MBN lần thứ 9 2021 trên sân bóng Hoàng Mai Gamuda. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu lần sau.